Sau đây bọn bọn học này, mà thằng này vẫn một chút này sẽ giới thiệu mấy tạm biệt các vị thí sắc xa phía sáng lý, nạc bài cả sạch. Thằng này nhóm bạn đọc sáng xâm rộng cả sạch bộ rộng miền mũi trên nơi cả sạch CNA. Bọn 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 sẽ gọi lý cả sạch CNA. Cả sạch CNA cứ chia channel, chúng mục bình vào viết cứ channel New Asia. Mình này đã cả sạch, mình này là bộ rộng miền Asia. Bộ là miền bảo Ấn Độ, in Singapore, đại miền đi tăng sát nơi bộ tế Singapore. Ok, đó là dừng chôn màu mưu bộ thiên bọt bộ là miền bảo dưỡng. Chúng nóng chương bảo dưỡng thì đã là at least về đại dạng hỏi nè, 12 là xâm đại lưu mà nốt bóng bốn. Arrested chỉ kê xa và bàn chập luôn, after bần trọc bí. Chị Khang Giang Sơn, Prostech, cả tòa vào tìm tí in Mông Cọt, nơi khả nông tì cọng Mông Cọt. Và rưu gò đồng bôn tích cho đồng bôn bà bà thua Mông Cọt. Bà. Ok. Nên ọc ní mơ mơ ní mà đón. Cho mơ khlâm xa bà dốt dương vinh mà đón. Khlâm xa bà rà miên dương vinh mà đón. Chúng chị bà thông xong bông bông chú xá mê đi bán đo bông bông dư tiền ổn nơi cực trọt họ bán sắc xa phía xa ổng lê. Bà được nhóm bán lọc chùm riêng bông bông cơ lo mò chân. Lời bán bộ xa rai bên chân ái đấy là dân cho mê riêng bò dương bằng to. Hong Kong chạch bì. Chạch bì nâng xa mai nông biệt xê bông bông. Technique kia xét bà. Technique kia xét bông bông nơi miên trả ơn tiết. Mà bông bông ọt tam đán có bông bông ọt đăng đài chân. Mà cứ cho ấy những tí tùa cháy nâng vì sao ta mình bằng cọp. Bịa khá lạc, mình bằng cọp lạc bắt đầu. Mình mình được dạng bán kết thả nâng phá dình chân ở đây. Nhưng mình bảo vì sao ta lỡ vì tớ ách đăng đầm ná rương vì. Dân Hong Kong xế lại nâng at least. Dạ hỏi ná 12 people mà nụ đọc bí nha were arrested via simple present tense. Bên trái về passive voice, tôi bán chạp luôn bài chỉ chân hợp tạm rồi dạ. Rồi có đáy Hong Kong police, nó có ba Hong Kong. In Mông Cọt, nơi nông đồng bôn và bật thua là bây chú mũ hơi thả Mông Cọt on Monday nơi ngày chắn. Ở gớt sở đi phở chom ngày đi xa mũi khai rời hà. Ở nó xa mạng việc vần nơi bê đáy protester, bụ nẹ to quá, gather chỉ kê xa bán cho ruộm. Mà nó bị join rồi có participate in and chanted nâng sài short mà nó bị short slogan sài bị slog near chỉ chnọp nơi các bài the brain equal MTR station stani brain equal MTR nè bông bốn à lấy bị nhầm bọ hoặc là hái à lấy cho màu làm xa và ăn bọt đang sang mình đón như mưa bị lử Hong Kong sẽ thì trong Hong Kong bà này dạy thả at least 12 people dạng hỏi nè mà nụ đọc bì nè were arrested by Hong Kong police. Mà nụ đọc bì nè trời bàn chạp luôn đòi nè cô bà Hong Kong in Mông Cọt. Bà nơi khăn ông rưu có nơi cả lãi đầm bón bà bà thua chú mũ thả Mông Cọt on Monday nơi thằng ngày chẳng. August 31 cho thằng ngày đi xa mối khai xảy hà. A protester, nửa bê đài bụ nẹ to bà nè, gather, bàn cho rùm and chanted slogan. Nâng bàn sreit, bịa slog mà chùm nuôn near the Brin Egbert MTR station, nơi có bài sàn ní Brin Egbert MTR. Tỏ đế bông bốn, bà ạ tuấn ai cho comment bàn nè, comment xua. Bàn tỏ nơi paragraph bàn tỏ, bà paragraph tí bí, among. Nóng chấm nóm, the 12, arrested. Mà nụ đại toàn chạp luôn ở bì nã nụ, were, or was, chìa to be, bàn màu bì is. Was, cứ chìa nâu, cứ chìa cứ miễn cứ nâu, bà, a 17-year-old boy. Mình bỏ mà nè, đại miễn vây đọc bởi chân nằm. A 17-year-old, lại nít vì chìa additive compound. Bà, còn sao ông cũng là niềm. Hù, chỉ khó, mình phải thật đài nó nà, rưu cô nà nà kê, chẳng đề ở đây. À, nóng phải bọn mùi vầy có, chỉ phải thật đài có mấy bó năng, đài quát năng. Clem, chỉ kê xa bà bàn ác áng, ha, to be a reporter, thua chỉ nè, dốc bó rộng miền.
The police said Banmoy say in a Facebook post ka bong hoh Facebook muoy on Monday night neu ri trai thngai chan chang bong bong bop vi lai na mun ke ke jeung bop yang clear bajok muoy neu khang kraom the police said ba nakor bal ban mi pasah in a Facebook post neu khnong ka bong hoh Facebook muoy on Monday night neu ri trai thngai chan ni tha là dương bộ bị lừa vậy nhé bông bốn among the 12 arrested nông chùm nào mà nụ đọc bí nhạc đại bàn chạp khlua nữa was a 17-year-old boy miễn khám mây prom mà nhạc đại miễn vây đọc bàm bí chnám who claimed đại con ít bàn ác án thá to be a reporter chỉ nhạc dốc bò làm miễn mà nhạc phòng đại toàn đấy bông bốn bà toàn đấy ai tụ rụt sạp xu vô râm mong bà rồi còn màu riêng cho mỗi nhóm phụ tố tại mà đoàn bà. Xong chúm yếp bông bông đi đá mà nếu bê lại là ra thả bà dương bà anh cụ ở miền ca bông riêng làng vinh cứ nhóm miền bà bông riêng phía sáng lê cực cầm rật bà bông bông ách chắc xa cầm rật nà có bán này à sài lưu đầm rơi ca tròn dân yếp có bán bộ cà sát có bán vây co có bán cầm rật tiếp là hốt đó cầm rật phát ở spích mà mong na các bạn ấy bông bọn ai chụp rửa bán hay ai comment rồi có scroll lên tu sao hay ai xua bán bạn số một con ta dùng to tiết nay nay sầm đại lơ menu bà menu buồn nè were arrested bị chia simple present tense passive voice dial trở bán chập cuốn for unlawful unlawful mình đây ta đại ở miền trung bắc đại ở miền trung bắc bên tai bị cho unlawful cho một assembly đại miền ca pro dom cả đồng khnề rồi có cả bộ mô đồng khnề assembly nó chỉ niệm về cả bộ mô đồng khnề rồi có cả đồng khnề đặc biệt bộ chủ mùi nâng unlawful về cả bộ mô đồng nâng đói pro chăng từ nâng chấp while niệm niệm nhầm số lệ chấm bộ môn while vi chi preparation chỉ chấp smart nâng bị during về cả mong pe rồi có cả pe the three some dollar maneuver rested menu bay nè tờ bàn chập luôn for disorder về là phiếp chở lá chở in public place nơi cái line xa thiệt nè cái line này miền bịa môi assaulting miền này assaulting clear view cứ assaulting somebody rồi có assaulting something miền này là vía bầm bay cho rồi có vía chở lừa với môi assaulting police officer về là mình trai nó có ba mình ạ and possession nâng sức căn cấp of an imitation firearm nâng lại ní bệ tha à vút khai khai bà chân này ông nếm bởi lưu vĩnh nha bộ bốn vì tha nái vơ rexit mà núp rồi bốn nha trai bàn chập luôn for unlawful assembly bị cá promo đông pro chăng từ nâng chấp bạc vào là khả nạ bế sri mà nút bây nè vừa rechết trở bàn chập luôn for disorder bị cá thuê ôi chả là in public play nơi cần lãnh tí xa thịt nạ môi chậm nuôn assaulting a police officer nâng cá vi đông từ lưu mình trai nó có ba là mình nè and possession nâng cá căn cấp bà of an imitation firearm à vút khai mũi phòng đài mà lấy giấy cho paragraph mình tỏ một vốn thì nhà ba gặp hoàn trạng the police express chỉ kêu sao vậy bằng hai nhà khơi như có bằng hai sắp đây nhà khơi mà men smart bị show ấy men smart bị show rồi có pro đi mà sắp đây nhà khơi the strongest which is superlative adjective mean it a clang kla bom phot condemnation mean it a ka tin ti pro chang again nung pro chang ba condemnation again ma ta ka tin ti pro chang possession sit can cap of sack do che firearm ba wood ba wood tiang oh nung us ơn mấy smart bị when the pay dial it nung chum nu oi ka bơ chang tiên ti to ba nung na bong bon ai post
hô chỉ kì là sạp vì tha bằng co chia rư co bằng ca chia ở Sierra Street Street về ra cầm riêng ngầm hai ở Sierra chỉ có niêm về ra ngôn ngô thu từ lơ the 70 so what the people out of public robot xa thiên nạ set the fully và dẫn dư bộ bị khẩu môn kê bằng vốn nhà bật phòng trạ với nhá dương mưa lại set fully lúc bố lý, rồi có krom lúc bố lý bàn miên bạch sát hà các bạn đấy. Bố lý vì miên vì chia plural noun nè bông bốn. Công khơi như bố lý chẳng nhóm phải đặt krom lúc bố lý. Mình đã mà đề là nâng kìa hai tha collection noun ní bà mô bà đông. Ok, chẳng dự bố tha bố lý bàn như vậy tha hay bố bị lừa bình. Bố bị lừa bình tha bố lý bàn xâm đáy là khơi nhầm bì the strongest condemnation again mean it a ka tiem tia pro chang do klang kla position pi ka kan kap pi sit kan kap of sack firearm sit kan kap do chea firearm a vut tiang oh no us it po no pe no it ning chum nu oi ka tiem tia mai nang na ka tiem tia pro chang nang post bong ko ឲ្យ មាន a serious threat ការ កម្រៀង កំហែង យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ to the lead the safety of the public សុវត្ថិភាព ទី សាធារណៈ បាទ អស់ ហើយ ញោម មក បក្រាប់ បន្ទាប់ ដើម្បី បង្ហើយ អត្ថបទ បាទ សញ្ញា បើក អភ័ន្តរៈ គេ ដាក់ ថា the police reiterate ស្មើ នឹង ពាក្យ elaborate ស្មើ នឹង ពាក្យ speak ក៏ បាន ដែរ បាទmien đây tha bọ sray bẩm phlư rư co ni yei bẩm phlư tha đẹt nưng chi khlos prai da tha we have zero tolerance ba tolerance chi niem muay ba jeung prai da aing tha phiep ot aun tae kai ni zero tolerance men phiep ot aun zero e mien đây tha ka rat bon tang chbab toward chi ni toward lai ni ba mon toward lai ni chi chnoap prai tha chpuoh te rok any ini chi kunoniem sman pi sam the goal chi kunoniem prai tha khos chbab rư ko mon srob chbab acts prai tong ver rư ko sakam phiep sman pi mu and we will hai pu jeung nang take enforcement action pi tha enforcement ji pa tha ka anuvat chbab ka thveu oi mien ka korop ប៉ុន្តែកន្លែងនេះជា clear របស់គេស័ព្ទគេប្រែថា take enforcement action និយាយចង់គេប្រែថាចាត់វិធានការក្តៅ accordingly បាទ accordingly ជា adverb ប្រែថាតាមកាលៈទេសៈកន្លែងនេះបទភន្តរៈវិញបងប្អូនយើងមើលពីលើវិញតោះ flesh បាទ police បានបកស្រាយបញ្ជាក់ថា we have zero tolerance ពួកយើងនេះពួកយើងគឺណាគេគឺប៉ូលីសនឹងមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ toward ឈ្មោះទៅនឹង any illegal act ទៅលើសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយ and we will ហើយពួកយើងនឹង take enforcement action ចាត់វិធានការក្តៅ accordingly ទៅតាមកលៈទេសៈយើងមានន័យថាកលៈទេសៈណាក្រុមអ្នកតវ៉ាធ្វើឲ្យក្តៅធ្វើឲ្យខ្លាំងគេរឹបទៅតាមនឹងដែរអូខេខ្សែនឹងចប់ដំណឹងហើយបងប្អូនញ៉ាំស្អកកបាទញ៉ាំស្អកកបន្តិចបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយជូនពរសុខសบายសុខភាពល្អបាទសូមជម្រាបលា